Rồi, chị cô gái xin chào lại toàn thể quý anh em đam mê nha. Thì hôm nay đến với YouTube chị cô gái thì sẽ quay review cho anh em xem một cặp chim này, dòng chim Malaysia thúc gù siêu gù bên chị cô gái nha. Một cặp này là sumo luôn nha anh em. Chim nó như bồ câu luôn á. Đây. Thì mình cũng nói sơ sơ tình trạng chim cho anh em tham khảo nha. Chim này cặp này á, là thổ nó pha đồng nha anh em. Thổ nó cấn đồng. Đồng thì 50-50 á. Thổ cấn đồng tình trạng chim này là 4 tháng mấy 5 tháng rồi. Một cặp này á, thì hôm nay quay cho anh em xem á, là chim rất là đẹp. Hình hài rất là ok. Anh em về mà thứ nhất anh em tập mồi, thứ hai anh em nhân giống ra rất là ok. Tại vì cặp chim này nó to con, nó bự, nó đẹp nè. Con đứng, con đuôi dài là con trống. Còn con kia thì con mái. Cái lý do con mái cục đuôi là do con trống này nó sung quá, nó dí anh em. Nó dí mà ở trong cái lồng nhỏ này đó, rồi nó bay tới bay lui riết rồi nó bị cục đuôi luôn. Quay từng chi tiết cho anh em xem. Thì những cặp chim như thế này á, thì về anh em rất là lẹ chơi nha anh em. Về anh em mới trong vòng 1-2 ngày là nó chim nó gái gù lại liền nha. Thì nhiều anh em hỏi dòng chim siêu gù á, thì anh em tin tưởng mình, anh em bắt mấy dòng chim này nha. Nó gù rất là cứng nha. Mấy hàng này thì cũng ấp ủ lâu nay rồi. Thì nay mới quay lên cho anh em tham khảo đây. Nay mình cũng muốn bán. Chứ thật sự ra mấy hàng này là tính để lại chơi nha nè. Trống nó nhìn rất là bự con, tướng tá rất là ok luôn nha anh em. Mặt mày chân cẳng rồi là mấy cặp này không có lỗi. Chim này thì nó cũng thúc nhiều lắm rồi anh em, thúc cổ rồi nhiều lắm rồi, nó dí với nhau rồi, nó gù rồi. Thì anh em mua chim bên mình á, thì mình cặp này mình bảo hành trống máy luôn cho anh em nha. Mình tin tưởng là chắc cú là một trống một máy rồi, không có đường nào mà sai được. Cặp này là tiếng rất là tốt nha, tiếng kêu âm nó rất là chuẩn, rất là tốt. Cho anh em xem từng chi tiết. Thì anh em nào có tin tưởng nha, alo số điện thoại trên màn hình cho Di cô gái nha. Mình sẽ tư vấn cho anh em, nếu anh em cần mình gửi clip con cha con mẹ cho anh em xem luôn. Mấy cặp chim này á, là cha mẹ đều là chim nhập hết nha anh em. 100% đều là chim nhập hết, có trải nghiệm qua hết rồi. Anh em xem. Chim này rất là dạng ở do con chim mái này nó bị cục đuôi á, là do ở trong cái lồng này nè hẹp quá anh em, không được con thước nữa, nó sung quá, nó dí nhau, nó cắn nên con mái nó chạy thì nó bay 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 cái đuôi nó bị gãy nè. Đuôi này gãy thì về vài bữa nó ra lại không thành vấn đề gì hết nha. Chim này thì không có tật khỏi gì hết. Cặp này thì rất là ok nha anh em. Trống này tướng rất là sumo, rất là lực luôn anh em. Cầm điện thoại mình dơ vô gần nó mới bay đó, chứ thật sự nó dạng lắm. Chim này nó dạng dĩ lắm nha anh em. Dòng này về anh em nuôi, anh em tập vài bữa nó dạng phát à. Rồi một cặp này mình mong muốn giao lưu với anh em giá 4 triệu nha. Anh em nào tin tưởng thì alo cho mình nha anh em. Cặp này mình bảo hành trống máy cho anh em. Mình bảo hành cho anh em về là trong vòng 1-2 ngày là nó chơi lại thôi. Rồi từ từ nó quen thần rồi là đi tập hoặc là nhân giống ra nha. Một cặp này tương lai nhân giống rất là ok nha anh em. Tại vì nó bự con, nó đẹp hành lắm. Nó như bồ câu luôn.
Sumo. Bên trại mình thì có cung cấp giò bẫy cô gái tàng hình với là cô gái Malaysia. Anh em nào có quan tâm, nếu như tin tưởng thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha. Một cặp này thì mình mong muốn giao lưu với anh em giá 4 triệu nha nè. Trống rất là ok, tướng hình tóc chuối nha nè. Nó dòng đồng thổ pha đồng. Mã số 3 nha nè, mình đeo khuyên cho mã số 3. Anh em nào mà gọi mình thì nói cặp mã số 3 là mình sẽ biết nha.